Xin chào anh em, mình là Eric Trong 10 lần trước chúng ta đã cùng nhau set up thành công cái server backend của chúng ta rồi đúng không nào Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể gọi API Tức rằng là chúng ta sẽ phép dữ liệu từ cái con backend này để có thể làm điều đấy trước tiên thì mình muốn rằng là chúng ta sẽ sửa lại cái phần layout của chúng ta một xíu nữa các bạn nha các bạn thấy rằng là hôm nay mình đã sửa lại phần header này các bạn này để ý giúp mình nha khi mình click như thế này này chúng ta sẽ dựa vào cái phần header này để chuyển hướng giữa các trang đúng không như vậy thì nhìn cho nó đẹp thay vì việc rằng là chúng ta nhấn ở đây đúng không các bạn mình sẽ có cái phần header như thế này trước tiên thì mình sẽ đi sửa lại những cái phần này các bạn này về cái phần youtube hay rằng là phần tiktok đấy hôm nay thì mình đã bọc cho nó một cái comment rồi các bạn sẽ mở cho mình nha ờ, trước tiên thì sẽ quay lại cho mình cái file page các bạn này lưu ý giúp mình rằng là hôm trước chúng ta cốt như thế này mình đã có hướng dẫn các bạn dùng cái component link này đúng không nào ở đây thì chúng ta đã dùng cái thằng facebook như vậy thì hôm nay thì các bạn sẽ update cho mình cái thằng youtube và thằng tiktok nha mình sẽ xóa đi cách viết cốt cũ các bạn này đây chính là cách viết cốt cũ đúng không mình sẽ xóa nó đi đấy rồi đây chính là cái file page.ts chúng ta sẽ đổi như thế này cho mình nha nó nằm ở tầng root này các bạn này chúng ta sẽ đổi cho mình file page.ts Tiếp theo nữa thì quay trở lại đối với file app header này Hôm nay thì các bạn sẽ để ý cho mình này Trước tiên thì mình đã xóa cái phần uh, náp drop down đi Bởi vì hiện tại chúng ta chưa có nhu cầu dùng nó Mình đã xóa nó đi rồi các bạn này Mình đã import cái common link của thằng next link vào Và ngay tại đây các bạn đã để ý cho mình nha Mình sẽ gọi từ nó này, thằng tiktok này, thằng facebook này Về cái tên của mình nha, về cái tên ở trên này thì mình đã đổi thành hỏi dân IT rồi Lưu ý giúp mình là bây giờ mình đã có một cái class đặc biệt nha Mình có một cái class đặc biệt có tên gọi là nap link nhiều bạn sẽ hỏi mình rằng là tại sao mình có cái class này và chúng ta dùng nó để làm gì đúng không nào? Ví dụ ở đây nha, đối với thằng YouTube mình sẽ xóa nó đi, các bạn sẽ nhìn này, mình xóa nó đi nha. Các bạn sẽ quay trở lại giao diện này. Nó sẽ xấu như thế này các bạn này. Đối với thằng Bootstrap ấy, nó đã hỗ trợ chúng ta CSS rồi. Thành ra rằng ở đây chúng ta sẽ cần phải xem xem rằng là nó dùng cái class gì, các bạn ốp chính xác cái class đấy như vậy thì nó sẽ trông đẹp được. Ở đây thì mình sẽ click vào cái phần link các bạn sẽ nhìn này. Đối với một cái thẻ của cái thằng Bootstrap ấy nó sẽ có một cái class tên là nap link ở đây. Thành ra rằng như cá nhân mình nha để làm cho các bạn này, các bạn nhìn thấy rằng này, đây chính là cái class của thằng Bootstrap nhưng mà bây giờ chúng ta dùng cái common link của thằng Next.js đúng không nào? Nó không hề liên quan gì tới nhau cả. Thành ra rằng ấy, để cho chúng ta có được cái tính năng điều hướng trang cũng như rằng là chúng ta muốn có được cái vẻ đẹp của thằng Bootstrap đấy bắt buộc chúng ta sẽ cần phải like hai phương án này. Đấy chính là lý do tại sao bây giờ mình đã thêm cho nó một cái class có tên gọi là nav các bạn nha. Mình lấy từ thằng Bootstrap thôi. Mình xem xem rằng là thằng Bootstrap có cái gì chúng ta sẽ lấy như vậy thôi. Rồi, như vậy rằng là hôm nay nha, mình đã chuyển đổi từ thằng Bootstrap, mình đã chuyển đổi qua thằng Next.js rồi đấy các bạn. Mình đã chuyển đổi cái phần link này các bạn này. Chúng ta dùng cái component link này là của thằng Next link đúng không nào? Như vậy rằng là là mình đã có được cái phần header này các bạn này mỗi một lần mà mình nhấn như thế này đúng không chúng ta nhấn như thế này này nó chuyển trang rồi các bạn này các bạn thấy rằng là mọi thứ nó đều chuyển trang và nó không hề bị reload lại trang đây chính là điều chúng ta cần đúng không nào bước thứ hai để có thể fetch được data nha mình sẽ quay trở lại trang home các bạn này để có thể fetch được data chúng ta lưu ý giúp mình rằng là cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ dùng một cái API của web nha web browser đấy của cái trình duyệt nó đã hỗ trợ chúng ta rồi chúng ta gọi là fetch các bạn nha fetch của chúng ta đấy Thông tin về thằng fetch này chúng ta sẽ đọc cho mình cái phần này nha Cá nhân mình thì mình sẽ không dùng cái thư viện gì cao siêu cả Đây là một cái thư viện mà mình tin chắc rằng bạn nào học JavaScript ấy các bạn cũng thấy quen thuộc thôi Để có thể fetch được data các bạn này chúng ta sẽ gọi từ cái chữ fetch này thôi Chúng ta không cần phải cài đặt một cái thư viện nào cả các bạn nha Chúng ta chạy code tại môi trường browser nó sẽ tự động hiểu được cái thằng fetch này cho các bạn sau khi mà các bạn gọi từ cái phép này này, chúng ta sẽ ném vào cho mình cái đường link API thôi và chúng ta sẽ lấy dữ liệu các bạn này dựa vào cái hàm gọi là .json thôi. Đây các bạn này, chúng ta sẽ gọi tới hàm .json là sẽ có đặt ta. Thế ra rằng bây giờ nha, mình sẽ quay trở lại đối với ứng dụng của chúng ta các bạn này, quay trở lại cho mình nha, mình sẽ quay trở lại phép page của chúng ta. Hôm nay thì mình sẽ viết ngay bên trong cái gọi là cái function home này các bạn này. Trước tiên thì mình sẽ cho nó một cái một cái function nhé Mình sẽ cho nó đặt tên là res với tắt của từ respond thôi Mình sẽ cho nó một cái này Có một vấn đề như thế này các bạn này Thông thường hành động chúng ta gọi API nó sẽ cần phải là async await đúng không nào Nó tốn thời gian đấy ờ, Trước tiên thì mình chưa vội quan tâm tới async await là gì nhé Rồi chúng ta sẽ gọi tới thằng fetch uh, như thế này Bên trong này thì chúng ta sẽ có đường link gì Quay trở lại con backend của chúng ta nhé Compact Gain của chúng ta đấy, hiện tại nó đang có một cái đường link như thế này các bạn này Ví dụ như rằng là về cái phần blog của chúng ta nha Copy cho mình cái đường link này nha Quay trở lại trình duyệt này Paste vào đây cho mình Đây Các bạn thấy rằng là nếu như Rằng là mình dùng cái đường link là localhost cộng 8 đấy blog như thế này này Nó sẽ ra được cái thông tin như thế này các bạn để ý cho mình này, ID là một này, ID là một và ID là 5 này, này, đúng không? Đây chính là cái data mình đã tạo fake cho các bạn rồi. Bây giờ nha, để cho con next sẽ đấy, cho con funnel của chúng ta có thể lấy được cái data này, mình sẽ copy đường link này nha, copy cho mình cái đường link này. Quay trở lại đối với dự án của chúng ta nha, paste vào đây cho mình. Lưu ý giúp mình này, cái method của chúng ta là HTTP nha, không hề có chữ S đâu. Tiếp theo nữa này, localhost cộng 8000 này và cái phần block như thế này, gõ chính xác như thế này cho mình nha. Rồi, ngoài ra nữa thì sau khi mà các bạn đã làm như thế này rất chỉ đơn giản thôi mình sẽ có số nó thôi check response thôi rất chỉ đơn giản như thế này thôi các bạn này mình sẽ cho nó một cái là check response như thế này để xem xem rằng là chúng ta có cái gì đúng không nào rồi như vậy rằng là mình nhấn ctrl S cho nó lưu lại rồi đấy các bạn sẽ để cho mình này sau khi mà các bạn đã có như vậy thì hiện tại chúng ta đang bị nếu mà các bạn để phần lót ấy, chúng ta đang bị rất nhiều cái như thế này ở đây thì có vẻ như rằng là chúng ta bị undefined các bạn này undefined Ờ, không biết rằng là tại sao mà chúng ta lại bị undefined như thế này nhỉ Đúng không nào Và nếu như rằng ấy Các bạn đọc trên này này Các bạn thấy rằng là ví dụ của nó là nó dùng cái async và await như thế này này Đúng không nào Thanh ra rằng ở đây nha Nếu như rằng ấy Bạn nào đã học React rồi đấy Các bạn sẽ nảy số trong đầu rằng là chúng ta sẽ nên viết cái hàm này bên trong cái hàm UFX đúng không nào Chúng ta nên viết nó bên trong thằng UFX đúng không các bạn yên tâm rằng là hôm sau thì bạn nào mà đã, đã biết trước một xíu rồi đấy, mình sẽ đề cập tới vấn đề rằng là các bạn gọi API trên phía server còn trong video này nha trong video này các bạn này trước tiên nha do chúng ta sử dụng cái hàm useEffect đây chính là một cái hàm chỉ chạy ở phía client thôi thành ra rằng ở ngay đầu hàm này các bạn này các bạn sẽ chuyển cho mình thành uclient này chúng ta sẽ thêm cho mình cái tác là uclient rồi rồi Tiếp theo nữa thì mình sẽ gọi từ cái hàm UFX của thằng React các bạn này Bên trong thằng UFX này thì mình sẽ cho nó chạy một lần thôi nha Rồi mình sẽ thêm cho nó một cái ngoặc rỗng để cho nó chạy một lần thôi Các bạn thấy rằng là mình đã có thằng UClient này, mình đã import thằng UFX nha Ở Chúng ta sẽ cho mình một cái function bên trong này Mình sẽ đặt tên cho nó là con thư tử là fetch data các bạn này fetch data này, fetch data chính bằng một cái arrow function đánh ra đi Chúng ta sẽ viết một cái function bên trong nó Rồi Tiếp theo nữa thì để cho cái function fetch data này nó được chạy đúng không Mình sẽ gọi từ nó ở dưới này Đấy như vậy rằng là chúng ta đã viết một cái function nó sẽ được gọi ở đây các bạn này Và đây chính là cách chúng ta định nghĩa này Nếu như rằng là các bạn không muốn định nghĩa nó ở đây Chúng ta có thể bê nó ra ngoài như thế này các bạn này Nó giống hệt nhau thôi Nhưng mà cá nhân mình ấy, mình thích viết như thế này nhìn cho nó gọn rồi các bạn Nó không có cái điều gì là khác biệt đâu Bên trong này thì ngay ở đầu hàng mình sẽ cho nó một cái keyword là async nha Chúng ta sẽ viết logic bất đồng bộ mà Rồi mình sẽ ném vào đây Ngay tại đây thì các bạn sẽ equate cho mình Chúng ta sẽ equate thằng fan này Xong Trước tiên thì mình vừa sửa đổi như thế này các bạn này các bạn lưu ý giúp mình này, do cái logic này nó chạy ở phía client Thành ra rằng là cái dòng console.log này này, các bạn sẽ thấy ở dưới browser nha Đây, mình sẽ F12 lên Ở đây thì mình đã F12 sẵn rồi, mình sẽ check cái phần console.log nha Ở đây này, lưu ý giúp mình nha, mình có một cái phần toggle như thế này nha Nhấn vào cho mình cái phần toggle này, chọn cho mình phần info nha Các bạn thấy rằng là hiện tại đấy, chúng ta đã có được như thế này Và chúng ta đang bị ở CRS à, ở chẳng lẽ rằng là chúng ta bị CRS Ở đây thì bỏ qua cái phần CRS các bạn nha mình sẽ mình sẽ lấy tiếp này, mình sẽ lấy tiếp cái phần này, mình sẽ copy paste tiếp phần này đi, copy paste và ném lại tiếp các bạn này. Ở ngay tại đây thì các bạn sẽ cho mình chấm dây son nha, chấm dây son này các bạn này, đấy rồi. mình sẽ thay cho nó là response chấm son, mình sẽ test xem sao nào. cá nhân mình thì à rồi, chúng ta đang bị một cái lỗi gọi là promise pending các bạn này, chúng ta bị lỗi này bởi vì rằng là chúng ta chưa chờ nó đấy, ở chúng ta đã chờ nó ở đây rồi mà. Đó, tại sao mà chúng ta lại bị Promise chấm Pending nhỉ? Khá chỉ là hư cấu nhỉ? Mình sẽ refresh một cái này. Chẳng lẽ rằng là, à, đối với thằng này thì chúng ta vẫn cần Await à? à? Rất chỉ ở củ chuối nhé Đấy, thì uh, như vậy rằng là mình sẽ cần phải cho nó là data này. Data chính bằng Await nha. Oh, Await Response. .son. Cá nhân mình thì uh, bây giờ khi mình đi làm ấy Mình không hề cốt thuần như thế này nữa đâu các bạn ạ Mình hay dùng các thư viện khác Về vấn đề sử dụng thư viện ấy Trong các video tiếp theo thì mình sẽ đề cập Nhưng mà mình vẫn muốn chúng ta học từ đầu đúng không nào Chúng ta cần phải đi từ dễ đến khó đúng không Thành ra rằng là đôi khi có sai số Các bạn cũng thông cảm giúp mình nha Rồi quay trở lại đây các bạn này sau một hồi mà chúng ta vất vả đấy rất chỉ gọi là hư cấu đúng không các bạn nhưng mà cuối cùng chúng ta ra được data các bạn này đây chính là cái data chúng ta sẽ dùng react để có thể render ra giao diện đúng không và trong video này các bạn ra được cái data như thế này là chúng ta thành công rồi nha các bạn nha các bạn thấy cho mình là không này một hai ba bốn năm này chúng ta đã có được cái phần này rồi như vậy là ok rồi đúng không nào để tổng kết lại video này các bạn này các bạn sẽ thấy rằng là trong video này đấy, thực chất rằng là chúng ta chỉ là một nhiệm vụ duy nhất thôi là chúng ta gọi API đúng không nào để có thể gọi được API chúng ta đã có được một cái method một cái API mà trình duyệt nó đã hỗ trợ sẵn cho các bạn rồi chúng ta không cần phải cài đặt thêm thư viện nào khác đây chính là cái phần phép này các bạn này cái phần phép API này nó đã vô hỗ trợ sẵn rồi nhưng mà có một vấn đề đấy do cái phần code này này nó chạy ở phía browser nó chạy ở phía client thành ra rằng ấy, để sử dụng được cái API này này chúng ta sẽ cần phải sử dụng bên trong hàm UFX của thằng React đồng thời chúng ta sẽ dùng cho mình một cái tag có tên gọi là use client các bạn nha như vậy thì các bạn sẽ gọi được API đối với thằng Next.js thôi nếu như rằng là bạn nào đã từng học cái thằng React thuần rồi ấy, các bạn sẽ thấy một vấn đề là nếu như nha, bây giờ bạn nào mà không muốn học sâu về thằng Next.js ấy, tất cả các bạn các bạn chỉ cần thêm cho mình cái tag gọi là u client. Sau khi mà các bạn thêm cái tag u client này, chúng ta sẽ viết cái phần logic gọi API giống hệt như cách các bạn viết từ trước đến nay. Chúng ta sẽ viết bên trong thằng UFX này. Nhưng mà có một vấn đề như thế này các bạn này, các bạn, này, các bạn sẽ để ý cho mình nha. Mình sẽ quay trở lại đây, các bạn sẽ để ý cho mình cho uh, click cho mình cái tab network các bạn này thực chất rằng ấy, mỗi một lần mà nó gọi API đấy nó sẽ gọi tới cái phần block này các bạn này nó sẽ gọi tới phần block này chúng ta đã có một cái phần block như thế này đúng không nào mình sẽ chuyển qua cái phần Facebook các bạn này mình chuyển qua trang Facebook nha mình chuyển qua trang TikTok các bạn này mình cứ lia nó đi này mình cứ lia nó đi nha mình quay lại cái trang hỏi dân IT các bạn này các bạn thấy rằng là hiện tại cái trang hỏi dân IT nó đang bị lốt lại đúng không mình mình sẽ cho nó không lốt lại các bạn nhé quay lại cho mình cái phần header các bạn này quay lại phần header hiện tại thì do nó dùng cái như thế này Bên trong này thì để fix cái lỗi của chúng ta thì cực kỳ dễ thôi Mình sẽ thay nó nha các bạn nhé Ở đây thì để cho cái class này của chúng ta nó đẹp các bạn này Để cho cái phần header này nó đẹp ấy Tương tự như việc mà mình hướng dẫn các bạn làm cái phần bên cạnh này các bạn này Chúng ta sẽ thêm cho mình cái một cái class có tên gọi là Napa brand các bạn nhé Như vậy thì trông cho nó đẹp này Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại các bạn sẽ nhìn nha à, Mỗi một lần mà mình click như thế này các bạn này Mình click lại cái phần hỏi GenIT nha Nó sẽ quay trở lại cái trang chủ Đồng thời nó không bị reload lại trang đúng không Như vậy thì đây chính là vấn đề mình vừa làm cho các bạn đấy Mình sẽ nhấn nút refresh này Đồng thời mình sẽ chuyển qua phần network nha. Các bạn thấy rằng là mỗi một lần ấy chúng ta refresh lại trang ấy nó sẽ gọi cái phần blog này này. Mình qua cái phần Facebook nha, mình qua phần Facebook này. Mình nhấn cái phần này để clear nó đi này, mình quay lại phần hỏi dân IT này. Các bạn có thể thấy một điều rằng là mỗi một lần chúng ta quay trở lại trang home ấy ngay lập tức cái phần data của phần block này nó bị gọi lại đúng không nào bởi vì rằng là theo cơ chế thằng UFX để mỗi một lần component của chúng ta nó được mounting ra nó đã có trên màn hình ngay lập tức nó sẽ gọi API đúng không trong thực tế thì để tối ưu hóa hiệu năng thì người ta sẽ có một cơ chế gọi là caching data tức rằng là nếu các bạn không reload lại trang ấy data của chúng ta nó sẽ giống nhau nó sẽ không được gọi lại đâu và để giải quyết vấn đề này thì đối với thằng Next.js nó hỗ trợ chúng ta một cái thư viện để có thể tối ưu hóa được phần này các bạn nha. Thì trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng thư viện và nó sẽ fix được vấn đề này các bạn này. Mỗi một lần chúng ta quay trở lại trang đấy nó sẽ dùng data cũ gọi là cache data nó sẽ không gọi API nữa đâu. Còn trong video này chúng ta đang gọi API đấy nha. Như vậy rằng là chúng ta đã xong được video này đúng không các bạn? Mình sẽ review các file thay đổi này trước tiên thì trong video này mình đã có một cái file page như thế này rồi bên trong cái file page này các bạn ạ thực chất file page của chúng ta chính là cái phần root này thôi chúng ta đã dùng cái common gọi là uclient rồi đồng thời để có thể gọi api mình đã sử dụng thằng ufx nha bạn nào code react thì lâu nay các bạn gọi api như thế nào ấy bây giờ chúng ta cũng gọi y nguyên vậy chỉ khác một điều rằng là chúng ta dùng cho mình cái tác gọi là uclient thôi Tiếp theo nữa thì mình đã sửa đổi một vài cái common link này rồi Ngoài ra nữa thì bên trong cái file app.header các bạn này hôm nay thì mình đã sửa lại nha Mình đã import thêm cái thằng link của thằng next link rồi Mình sửa lại cái phần brand các bạn này Đồng thời thì mình đã đổi các đường link như thế này Trông cho nó đẹp nha Trong video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tối ưu hóa cái phần gọi API này Hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo nha